Ý, xin chào cả mọi người nhá. Chào mừng trở lại với The Battlecast Việt Nam này. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì mình là Mèo nhá. Mình sẽ là người đồng hành các bạn trong trình các bạn chơi tựa game The Battlecast cũng như là những khó khăn các bạn gặp phải khi chơi game này. Yeah, xin chào cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo. Yeah. Ok, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Hôm nay là một ngày rất là nóng nực ở miền Bắc. Trời vẫn chưa mưa và thời tiết rất là oi nóng luôn. Hôm nay chúng mình đang có sự kiện Mola King đúng không? Đúng rồi đấy. Ngay cái hôm mà mình vừa mới ra video hôm bữa trước thì hôm sau là có collab luôn. Thưa cái tin collab này mình đã biết được từ trước rồi, tại vì ở trong các cái nhóm Facebook về Baracat thì thường các bạn thì lách ra các cái dữ liệu tiếp theo rất là nhiều, thì thường thì chúng ta có thể biết được là khoảng độ tầm một nửa tháng tiếp theo chúng mình sẽ có những cái banner gì ấy. Thì thực ra nếu mà các bạn muốn biết thì các bạn có thể join vào trong các cái nhóm, ví dụ như là nhóm của mình chẳng hạn, đấy nhóm góc của Mèo nha. Đó, trong đấy thường thì có rất là nhiều các bạn lách thông tin ra trước cho nên là mình cũng theo dõi, là mình biết đó. Ok, thì thực ra cái collab Mola này các bạn thấy nhiều lắm rồi, nó rerun lại rất là nhiều cho nên là chúng mình có thể tiếp tục sưu tập lại cái này. Nhưng mà thực ra chúng mình không biết được là bao giờ cái collab này sẽ là lần cuối, cho nên là thường thì mọi người vẫn sẽ quay. Nhưng mà lát nữa mình sẽ cho các bạn một số lời khuyên về cái banner này nha. Nói chung là đừng có ham hố đấy. Ok, chúng mình đang có mấy cái gì đây? Check special mission access gì đây? Wow, đây. Ôi, hôm nay là ngày ngày gì mà có cái con nó ngồi quạt đây? À, chắc là trời nóng quá các bạn ạ. Ok, đây là Mola này. Nghe nói là trong này có cái màn gì nó khó lắm đúng không các bạn? Có phải cái nào có 20 ải không? Cái này chắc là dễ rồi. À cái này mình chơi rồi đấy. Hay chưa nhỉ? Survive Mola. Cái này có 3 màn thôi. Các bạn có thể nhận được con mèo Meo La này. Cái này ngày xưa mình có video chơi rồi. Nên ra lát mình chơi cho các bạn xem. Ok. À đây đây đây. 20 màn này. Nghe nói 20 màn này khó. Xong rồi. À cái này nó chỉ được đánh có 3 lần thôi à. Chán dậy. Mình đang định chơi cho các bạn hết luôn. À đây. Khoe cho các bạn. Ở cái video lần trước các bạn mà xem đến cuối video chắc là sẽ thấy cái sự trầm cảm của mình khi mà mình dốc hết sạch toàn bộ vé vàng của mình để mình quay cái banner gái đấy, nhưng mà cuối cùng nó không ra. Nhưng mà đây từ từ đã, khoan. Nhưng mà ấy, cái hôm đấy mình quay clip xong mình chán quá, mình vào mình chơi, thế là mình chơi cái gì nhỉ? Summer Diary mình chơi đến tận 3 sao luôn. Thế là mỗi một cái này ở cái màn cuối, khi mà các bạn clear đủ nó sẽ cho các bạn một rare ticket, tức là mình có 3 cái vé vàng nữa. Thế là mình vào mình quay tiếp, thế là cuối cùng nó cũng nổ các bạn ạ. Rồi ôi cuối cùng nó cũng nổ ra Uber. Lại còn là con xịn nữa. Đấy, nói chung là mình khoe có cái kết quả hậu cho các bạn xem thế thôi. Vậy là bây giờ mình đã có đủ 3 bé Kai luôn. What the? Ủa, thế là có đủ 3 bé Kai luôn ạ. What? Giờ mới nhận ra đấy. Ok, thì đến sự kiện lần này chúng mình đang có sự kiện Mola đúng không? Nếu mà các bạn đang mong muốn một con Uber mạnh thì đừng 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 quay cái này, kể cả nó có 100% tỷ lệ ra Uber nhá. Thì đấy, đa loại thế. Đừng quay cái này nếu mà các bạn mới chơi và các bạn muốn có một Uber mạnh. Còn nếu mà các bạn chơi lâu rồi, cái collab này nó sẽ chỉ mang tính sưu tập. Nếu mà các bạn mới chơi ấy, mà nghe thì ai bảo là cái con này nó là Uber mạnh nhất hay là mạnh nhì game thì đừng có tin nha. Nó là con Uber kiểu như là phế nhất, phế nhì game đấy. Nói chung là đừng có nghe nha, chỉ nghe mình thôi. Nghe các bạn ấy là chết đấy. Mình thấy trên góc của Mèo các bạn ấy share là con này là Uber mạnh nhất nhiều lắm ấy nha. Đừng có tin nha, nó chỉ là câu đùa thôi đấy. Tin là chết đấy. Ok, Summer Lesson này là có cái gì không vậy? Hôm nay chúng mình sẽ chơi thử mấy cái này xem nó có khó không nhỉ? Sudden Death level 1, level 1 chắc là dễ rồi. Để mình hủy diệt cái này các bạn. Trellis này. Mình sẽ cầm cái đội hình nào mà nó chạy nhanh nhanh tí nhỉ? Ok, cái này chắc được đấy. Thấy có mấy bạn leo cái này bảo là không dùng Uber luôn, nghe có vẻ VIP. Có khi mình cũng thử. Ok. Wow, con cá này xấu đến khiếp người luôn. Kinh quá. Ôi, mình nghĩ con này đến tầm level 20 là nó sẽ siêu trâu các bạn ạ. Cái này nó không cần để tính thời gian gì, các bạn chỉ cần vượt qua là được nhá. No continue, tức là các bạn không thể nào dùng cut food đánh tiếp được đúng không nhỉ? Ừ, đúng rồi đấy. Ok, đối với những màn này thì chỉ cần chơi những mèo đơn giản là qua thôi. Ta mấy cái level đầu nó dễ lắm, các bạn spam bừa ra cũng thắng. Ok.
giờ mà mình muốn chơi level 20 cho các bạn xem thì mình phải tiêu tốn khoảng độ thêm 17 cái katamin hay sao nhỉ? Mình không biết, mình cũng không rõ, nhưng mà hình như là phải thế đấy. Nói chung là cũng khá là tốn kém nha, nhưng mà không biết là có chơi hết được không. Bây giờ mình đã tốn mất 5 phút của video rồi, không biết có chơi được nữa không nhỉ. Ok, đây, nếu mà các bạn là newbie mà mới chơi cái game này ấy, thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách kiếm được con mèo mới này. Trong này các bạn sẽ có mèo Meola, nhưng con này cũng chả khỏe đâu, mang sưu tập đấy nhá. Thì thường thì mình sẽ chơi cái này bằng cách là kiểu đây này, mình sẽ chỉ lại cho bạn nào mới chơi nha. Trong này các bạn có tỷ lệ hiếm để nhận được con mèo Meola nếu mà các bạn thắng màn này, đấy chưa? Tỷ lệ hiếm tức là thường thì nó sẽ không ra đâu các bạn, hoặc là hên lắm mới ra. Thì để mà 100% các bạn ra ấy, thì các bạn mang theo cho mình cái này, được chưa? Cái Cherry Raider này này. Đó, nếu mà các bạn có thì mang theo cái này. Xong rồi 100% các bạn sẽ nhận được nếu mà các bạn thắng ở đây, được chưa? Rất dễ luôn. Nhắm mắt qua luôn. Đây. Cái mạng thưa mèo mình khỏe lắm rồi, mình chơi cho có chứ các bạn cứ qua là nhận được nha. Đây. Ơ? Hình như mình có rồi đấy. What? Trời ơi. Đấy, nói chung là đại loại là nếu mà các bạn làm thế thì các bạn sẽ có nha. Eek. What? Mình có chưa nhỉ? Trời ơi, mình bị đần à? Great chain. À, mình có rồi mà. What? Mình có rồi á? Ê, mình bị ngu thôi. Sorry các bạn nha. Mình có rồi á? What? Hay là chưa nhỉ? À, con Dark Egg này mình chưa true form này. Đây, true form cho các bạn xem luôn nha. Cái quyền ấy. Okay. À mà nghe nói phiên bản mới này cũng có quả trứng mới đúng không? Mình chưa biết nó là trứng gì, nhưng mà đại loại hình như nó có xương rồng hay là con nấm rồi đấy. À xương rồng thì lâu rồi đấy. Wow, Asoscript Cap, chả biết đọc cái gì. Ôi, con này nâng lên thì chả có su, chả có area attack, còn con này thì có này. À đây, mình có nó rồi mà, what? Đây, đại loại là cái, đây là cái con mèo các bạn nhận được nha. Ôi dồi ôi, mình bị đần đấy thôi. Rất cay. Cái lắm. Ok, đấy mình ví dụ các bạn thế thôi. Ui. Nhận được nhiều quá thế nhỉ? Ok, hôm nay chúng mình sẽ chơi tiếp nha. Mình có nên chơi tiếp con này không nhỉ? Mình có 27 cái nữa cơ mà. Có nên liều cho các bạn xem không nhỉ? Thôi liều cho các bạn xem nhá. Mình sẽ tiêu tốn 10 mấy cái nữa cho các bạn xem thử. Mấy cái level đầu này mình sẽ chơi level 10 xong mình sẽ đổi đội hình khác, được chưa? Để mình chơi hết 20 tầng cái này xem là mình có thắng không. Nếu mà đánh nhau với cả cái con cá này thì nó là kiểu floating vậy. Mình nghĩ là mình sẽ gọi Fishman cắt ra nhảy vài phát là chết. Thấy chưa? Nghe uy tín không gọi. Đấy. Ok nha. Thôi, thích không chơi Uber gì. Để tôi bỏ con Uber này ra nha. Được chưa? Bây giờ mình sẽ mang theo mấy con anti-floating nhỉ. Mình sẽ mang con này đấy. Con này đi với store này. Xong rồi chúng mình có thể mang theo mình không biết đâu các bạn ơi. Trời ơi. Ôi kệ đi, mang theo cái gì được. Nha, ok, chơi tiếp nào. Survive. Bây giờ chúng mình sẽ phải làm cái này thêm mười mấy lần nữa. Oh shit. Ôi rồi mà cái này còn tốn energy nữa chứ. Mình không nhận ra đấy. Ok, chơi tiếp nha. Mình sẽ hy sinh vì các bạn. Yên tâm, video này mình sẽ chơi cho các bạn xem. Hiện tại các mèo của mình đều xấp xỉ level 40. Hầu như level 40 đổ lên nha. À đó, có con nào hơn level 40 không nhỉ? Mấy màn đầu này, cái con này nó bắn nó chưa đau lắm đâu. Thế là các bạn vẫn... Mèo các bạn vẫn có thể ấy được. Sorry, mình vừa họp. Cứ mỗi lần quay video cho các bạn là cái máy tính của mình nó nóng điên lên ấy. Thế là mình phải bật điều hòa các bạn. Rồi. Ok. Level 6 nào. Chắc là mấy ông đang xem video chắc hóng mình chơi level 19 lắm đây. Không biết có khó không ta. Chắc khó. Mình nghĩ là từ giờ mình sẽ chỉ spam con Fishman thôi. Tại vì con Fishman đang to các bạn. Fishman anti floating rồi. Không biết con này có phải floating không nhỉ? Đánh một lúc mà nó không phải floating là thôi đấy nhá. Ôi là trời. Đánh một hồi nó không phải floating là thôi đấy nhá.
Ôi nó phút tinh thiệt các bạn. Wow, có cá này. What? Tức là đánh lâu lâu một tí thì nó sẽ xuất hiện mấy con đấy. À, ok. Xong rồi càng lên level thì nó càng trâu đúng không? Ok. Được thôi. Có gì đâu các bạn. Có gì đâu. Cứ gáy thôi. À, đúng rồi, mình có Kai. À, nhưng mà nếu mà chưa không Uber thì cũng hơi chuối nhỉ. Cái màn này nó cũng hơi Sida đấy. Nhưng mà hình như con cá kia nó không trâu lắm đâu các bạn. Nó gà gà. Ây à, con cá con này khác nha, con cá con này khỏe nha. Suddenly dead. Ok. Bắt đầu căng nha, bắt đầu căng nha. Ui, con cá này vẫn chưa chết này. Sợ quá thật. Ui, cá chưa chết. Ôi, đêm mới là level 7 các bạn ơi. Thôi xong rồi. Thôi, cái này dành cho mấy bạn kiểu VIP Pro. Thôi xong rồi. Level 7 các bạn ạ. Ôi, đây mới là level 7. Từ rồi, để mình xếp lại đội hình nhá. Ôi, đây mới là level 7 mà rõ như này. Chết rồi. Cái này là 20 level chắc chết. Để mình xem, mình gáy hơi sớm các bạn. Chắc là chúng mình sẽ phải đổi sang đội hình anti-floating xem nào. Đội hình anti-floating của mình thì có con Saki. Ok, tạm thời chắc là mình sẽ không gọi mấy con Uber này ra đâu. Nhưng mà mình sẽ đề phòng bằng cách mình sẽ để lại con Saki nhá. Mặc dù con Saki cũng chả có sức mạnh gì to lớn đâu, nhưng mà mình sẽ thử. Ok, bây giờ chúng mình sẽ mong muốn con những con như nào ta. Courage, Courier Cat này là có rồi này. Thì ok này. Ôi, bây giờ chúng mình sẽ hướng đến hàng Super Ray nhé. Chúng mình sẽ cần Fishman Cat là rõ. Ở đây chúng mình sẽ muốn có con nào nó trâu trâu một tí. Có con nào anti-floating không nhỉ? Chúng mình xem nào. Mình nhớ là có... Đây. Mitchell dậy. Con này với cả con này thì có thể mình chưa biết nhưng mà... Mình sẽ thử xếp một cái đội hình xem... À! Con này được, con này dùng được. Để mình xem thử xem còn lựa chọn nào ok không. Ôi, cái con cá ban nãy nó trâu nha. Nhưng mà mình không biết nó có phải floating không. Nó lại không phải floating thì thôi đấy nha. Hình như nó là trellis hay sao nhỉ, mình không biết á. Mình chưa thử hiệu ứng của nó nha. À, hoặc là lát nữa mình sẽ thử cho con Saki nó đánh. Nếu mà nó đánh thì chứng tỏ nó là floating, được chưa. Hoặc là áo không cần, mình sẽ cho con Octopus này đi các bạn ạ. Đây. Nếu mà nó weaken thì chứng tỏ con đấy nó là floating các bạn. Mà weaken được cũng ngon nha. Ây da. Kiếp đấy. Ui ôi. Có weaken các bạn ạ. Ôi thì chứng tỏ con này là floating rồi. Chứng tỏ con này là floating. Rồi, floating các bạn ạ. Mình cần xác nhận tí mà. Ây ơi, trời ơi. Ôi thế màn này Octopus sinh ra đúng để đánh cái màn này luôn. Ôi cái con mèo da đen kia nó khỏe thế. Đúng rồi các bạn ạ, màn này Octopus cần thiết lắm luôn ấy. Không có Octopus chắc dễ. Ok, mình giảm sát thương của nó xuống một tí, đánh nó đỡ. Ôi rồi, đây không phải là đội hình thắng thì còn là cái đội hình gì nữa. Mà sao đằng sau nhiều cá vậy? Ok nha. Kéo mấy màn sau phải mang speed up. Ôi rồi, Wicked mà nó còn giết chết mình được nữa thì chịu. Ôi, nhiều tiền vậy, màn này nhiều tiền vậy. Ôi, nó chết một cá rồi kìa. Rồi, mình gọi Saki ra nhá, bắn ma trụ nhanh. Cái đoạn này thắng rồi cần gì phải chơi kiểu không Uber nữa các bạn, đúng không? Đấy, đánh thế cho nhanh, được chưa? Rồi nha. Mình nghĩ là... Cái quả này đánh nó hơi lâu các bạn ơi. Mình sẽ... Tăng tốc độ các bạn ơi. Đánh cái này nó hơi lâu các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ không chờ lâu nữa các bạn ạ. Cái gì chúng mình phải chờ lâu trong khi chúng mình VIP. Ok, con này chắc bỏ ra đi.
Mình nghĩ là cái con octopus của mình nó chỉ tanh được khoảng độ tầm một vài level thôi đấy, chứ còn càng ngày nó sẽ càng càng khó, cho nên là cũng cần thiết đến sự giúp đỡ của các mèo khác lắm ấy. Chúng mình sẽ Seahorse Sky lúc khác mình đang nha. Bây giờ mình hết tài nguyên rồi. Xem nào, Catman nhỉ? Catman hay là con gì? Kronos. Ok, chuẩn luôn. Còn con gì Andy Floating ở đâu? À, mình có Mitchellia mà, đúng không? Đâu nhỉ? Phải gọi. Bỏ mèo ra đây đi. Ok. Úi giời. Vì gì phải chơi đội hình không Uber trong khi các bạn có đầy Uber ra. Ô, oh, màn này trụ gần này. Trước tiên mình sẽ gọi này ra. Khi nào mà cái con Octopus của mình nó weaken được thì mình sẽ bắt đầu gọi con Carrier Cat ra nhé các bạn. Ok, đoạn này bất đắc dĩ phải gọi ra tại vì mình con cua nó khỏe quá. Ui ôi. Bắt đầu thôi kệ, cứ gọi Courage ra để cho nó kiếm tí tiền đi tí các bạn. Ui giời, gọi Kai level 40 ra thì thắng xứ rồi gì đấy. Lại còn không thắng nữa thì thôi. Con Kai nó nhổ một phát mà gần 200.000 đam đấy các bạn. Của mình là level 40 nhưng mà ở trong này đang chờ combo attack. Trời này nó mệt lắm. Không biết có thắng nổi chúng ta. Eo ơi, đêm mới là level 9 mà đánh nó lâu thế này ạ. Gãy rồi đấy. Mấy con cua kia cũng là vấn đề nha. Con Courage, nó, con Carrier Cat nó cần phải ra xử lý mấy con cua nha. Không được cấy đấy. Ok. Trời, mấy con cua trông thế mà mỗi một cái cặp của nó cặp đau phết đấy. Ok. Kéo mà sao mà speed up thật. Đánh này lâu quá. Ui, hai rare ticket này. À, hai cut ticket chứ nhỉ. Chết rồi, thôi từ đoạn này mình sẽ mang speed up nha các bạn. Tại vì nó bắt đầu lâu rồi, mình cảm thấy thế đấy. Để xem nào, bây giờ chúng mình sẽ... mình nghĩ như này được rồi, nhưng mà cái đội hình mình nó hơi đắt thôi. Bây giờ chúng mình đang cần con nào đấy weaken hoặc là freeze thì phải. Coppermine chắc cũng được nhỉ. Có nên mang Coppermine vào không nhỉ? Coppermine vừa dậy vừa... Ok. Mang Saki vào mới là vấn đề chứ. Ôi dồi ôi. Ok, chơi được các bạn này. Chắc là sẽ không sao. Ừ, đầu game cứ gọi một con Courage khá là dễ các bạn. Ui, có tí tiền mà đã chết rồi. Wow, trời ơi. Căng quá. Lát nữa mà không giết được một con cua là vấn đề hơi bị bích nha. Ui, cái chết rồi kìa. Ui. Dã man. Thôi. Cái chi ra ra thể đi bạn ơi. Ô, không đổ băng này. Điêu thế nhở. Mechilea không đổ băng à? À có các bạn. Có nhà. Ôi, chết Mechilea luôn ạ. À. Vãi. Hóa ra nãy Mitchell đánh trượt chứ không phải là không ấy. Ôi xong rồi, mình sợ mấy con cua được dã man. Mình nhớ ngày xưa mình từng chơi cái này nhưng mà mình chịu. Giờ mình hiểu tại sao các bạn. Ok, thắng rồi. Đoạn này cũng thắng thì mình chịu. Có khi lại phải mang cả Rich Card vào.
Khiếp, suối này quay thế. Ui, 500.000 XP này. Trời ạ, thấy đáng đáng rồi nha. Thấy bắt đầu đáng đáng rồi nha. Ok, chúng mình sẽ thử. Mình nghi là cái đội hình này nó khó lắm các bạn ạ. Bây giờ chúng mình phải xem set. Con Courier Cat này thì chuẩn rồi. Con Courier Cat này thì chuẩn rồi. Vậy mình có khi mình bỏ con này ra này. Đầu game cần cái gì đấy nó rẻ hơn một tí. 1.3 triệu. Chắc là bây giờ mình sẽ chơi thử cầm con này đi. Slam Cat, đến lúc dùng đến con này rồi các bạn. Đấy, lúc dùng đến ông cháu này rồi. Mấy ông cháu này thì chịu. Ok, Slam Cat. Chắc là phải mang Slam Cat vào thôi các bạn ạ. Con này rẻ mà nó cắn đau á. Nếu mà nó cắn được là hơi bị phê luôn. Xem nào. Con này nãy giờ mình ít dùng này. Nhưng mà kiểu chúng mình bây giờ cần khống chế nó nhiều ấy. Khó ghê nhỉ. Khó thế. Eo ơi, màn này mình mà không có khai là mình chịu ấy. Để xem nào. Không biết có đánh ở đến tầng 20 không. Không sao các bạn ơi. Chỗ này hơi nhiều Uber thôi chứ thực ra nó chẳng có gì. Có khi mình sẽ bỏ bớt Materia ra, bỏ con này ra đi. Bây mình sẽ để như này thôi. Xong rồi mình mang thêm combo research ở chuẩn luôn. Hoặc là mang Ramen Cut vào. Ramen Cut chắc là sẽ chịu được một tí sát thương. Nhờ? Đúng không? Mình chuyên gia Battle Cut mà. Để xem ạ. Đây. Một combo research này. Thế thì mấy con ở dưới nó sẽ hồi nhanh hơn, đấy chưa? Còn ở trên thì chúng mình có Mitchell rồi. Ok, level 11 thẳng tiến. Let's go. Level 11. Đấy, đúng rồi. Ui, không cắn được. Nhưng mà nó cũng đỡ được phần nào các bạn. Ây à, trời ơi, con Slam Cat đúng kiểu chuẩn của nó luôn. Được của nó. Ôi, mình biết ngay là con cua này sẽ là vấn đề mà. Ôi, may quá có Courier Cat. Không phải chết. Úi trời ơi, Saki. Ui, Saki chết luôn à, what? Ôi, mình cảm thấy dễ hơn đấy các bạn. Đúng là cầm đội hình này nó dễ hơn bạn đấy. Tại vì kiểu các bạn cảm giác nó dễ hơn bạn đấy. Mình chả biết nói nào nhưng mà nó dễ hơn bạn đấy thật. Ôi, xong rồi, mình cứ đang gáy một tí là có con cua nó ra nó lại ăn thịt mình. Ok mày quá. Ui, Saki ra phát ăn quả đạn phát chết luôn. Thôi nào. Eo ơi, mấy màn này đánh lâu thực sự ấy. Mình mà không mang speed up x2 speed đi chắc chịu. Ok. Không biết là cái đội hình này có chơi đến tầng 17 không? Chắc là chơi được. Khoai thế nhở. Ok. Leo thử 20 tầng này, thử thách leo 20 tầng xem. Chả biết có leo được không cơ. Ui dồi ôi. Thế có phải nhanh không? Ui, bọn cua này khỏe thế. Thank you.
Weaken được con này là cũng đỡ cho Kai được bao nhiêu sát thương các bạn. Ôi dồi ôi, may quá. Ui. Ôi, may quá lần này con ui, xạ thủ chết rồi. Để mình có Kai level 40 thì mình đánh cái này nó mới như này ấy, các bạn. Chứ không thì các bạn cũng khó mà qua được lắm. Nghi lắm. Ok, level 12, 13, ok. Đánh này đúng trầm cảm luôn. Xem nào, không... ít nhất là mình phải cố gắng đánh đến tầng 17 các bạn. Cố gắng đánh đến tầng 17 thôi. Let's go, baby, let's go. Oh. Thôi xong rồi. Cứ thấy bọn cua này là phải gọi con Courage là Courier cắt ra luôn. Không là gãy. Ôi rồi. Ôi rồi. Thôi xong rồi. Ôi mày quá. Giết được mấy con cua là tin tốt. Cứ giết được con cua đã là kiểu gì các bạn cũng sẽ đỡ được. Bọn cua lát nữa mà không giết được là chịu luôn ấy. Sợ thế nhỉ. Bọn cua mà không giết được là chịu anh nhỉ. Thì thoảng các bạn sẽ được rất là nhiều tiền. Ô thôi xong rồi. Lại cua rồi, lại hiệu thứ hai rồi. Ui. Đừng mà cua, cho xong rồi. Ui. Eo không weaken, lại là con Saki mình ăn tắt chết luôn. Nha, mang theo cái con kia nó thỉnh thoảng là nó băng cũng tốt. Mỗi tội chả biết có sống được lâu thế để mà đóng băng mãi không. Ôi, đóng băng mãi này. Mồm vừa nói xong. Ôi, nó chết rồi, vãi, what. Ô, mà này mình không mang speed up tỏ sao lâu thế. Ok, thắng rồi đấy. Sao các bạn lẽ phải mang speed up. Quên. Đã mất thời gian rồi. Eo ơi, giờ mà đánh đến tầng 13, eo chịu đây. Các bạn chắc là phải xem dài rồi. Mình sẽ cố gắng hủy diệt cái này luôn. Không phải suy nghĩ nha. Tầng 14 rồi. Đoạn này mượt này. Khai vừa biến nó quay rồi nhưng không sao. Ok, mình có Khai hai. Ok, hai Khai. Đúng rồi, có Octopus khéo mà này các bạn cần Octopus level 40 có khi nó còn dễ hơn nữa. Cảm giác nó sẽ dễ hơn các bạn. Không bị hơi khoai nha.
Ôi dồi ôi, tôi xong rồi, tôi xong rồi, tôi xong rồi. Và để giết hết bọn cua đã. Ok, ui, giết cua xong đầy tiền này. Ôi dồi ôi, khổ lắm cơ. Saki của mình chết liên tục luôn, ok thắng rồi. Màn này nhanh hơn màn trước. À, video 30 phút rồi, cứu. Giờ mới level 14, không sao các bạn, có 6 level nữa. Và 6 level rất là khó, không biết quà là gì nhỉ. Mình không biết quà là gì. Ôi, 3 grade, 3 cut ticket này. Nãy giờ chưa được một cái cut ticket nào luôn, ui. Khổ thế nhỉ. Ok, hôm nay các bạn có video dài để xem rồi nha. Sudden Death, ôi dồi ôi, không biết chơi cái này nó như nào đây. Sudden Death level 15, ok. Level 15 nha. Ui, mấy con mực giết. Ui, giết được con cua này. Khoái thế. Mình sẽ cố gắng vượt tầng, vượt cái tầng 20 này, xem có vượt không. Ôi, lại cua rồi. Ôi, lại cua rồi, ôi, lại cua. Đây, 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 mày có, mày có, mày có. Ui. Saki ra bắn được một phát nên không sao ạ. Màn này thực ra các bạn cầm các CPU đi khéo thì dễ. Kiểu các bạn sẽ tự spam một vài con nhất định nhưng mà sẽ tốn rich card với cả các CPU nhiều lắm. Speed up nếu các bạn muốn nhanh lắm. Chứ mình nghĩ là sẽ có đội hình để chơi được cái đấy đấy. Mình sẽ không gọi Saki ra vội như này. Ok, giờ Saki này. Chơi màn này nhanh hết tiền lắm nhé. Trời ạ, à, tại mèo gọi ra toàn mèo đắt. Mấy con cá nó phun ra cái chữ gì không? Ôi dồi ôi, thôi xong rồi, lại cua rồi. Lại cua 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 rồi. Ôi, cua chết rồi. Đoạn này cua dễ nhỉ. Giờ mới level 15 các bạn ơi. Trời ơi, cua đây nào. Chưa đi chơi cái màn nào nó khoai như mấy cái màn này, đánh nó lâu dã man luôn. Giờ các bạn chơi đến, các bạn chơi đến tầng 20 xong rồi các bạn thắng rồi, lúc sau các bạn chơi lại một cái đội hình không uber mà các bạn thắng thì khả năng cao là tất cả các tầng còn lại các bạn sẽ thắng, nhưng mà chơi làm gì cho khổ ra đúng không. Trời ơi, nó lâu một cách kinh khủng luôn. Đây là mình có, đây mình còn có khai ấy, chứ không có thì chắc là hơi mệt đấy. Ui, mà này trụ 900.000 máu, ui bảo sao. Con này chắc cả triệu máu ấy. Khai nó dã nó liên tục như thế. Ui, 750.000 XP, wow. Ok. Level 16 nha, để xem nào. Bây giờ chúng mình nghĩ là con này nó sẽ không cần thiết rồi các bạn ạ. Mình nghĩ là mình sẽ cần con nào trị floating xịn hơn. Chắc là con nào sẽ chịu được khoảng tầm 2 phát đổ lên nhỉ. Naphtha Metelia có vẻ ok hơn là Saki các bạn ạ. Có 4.000 thôi mà. Chứ còn thực ra mấy con rẻ rẻ mình cũng chịu. Mấy con rẻ rẻ giờ kiếm không có luôn ấy.
có con Divine Coppermine, nhưng mà con này nó không có resistance. Nếu mà có resistance thì tốt. Còn con này này nó có cái strong các bạn ạ. Đấy, sẽ là thích hợp hơn. Ok, có 6 speed up này. Cố lên nào, try hard. Level 110, 16 chứ quên. Level 110. Ui, slam cap của tôi. Ôi dồi ôi. Mình nghi là mình sắp thua lắm các bạn ạ. Ôi dồi ôi, mình nghi là mình sắp thua lắm các bạn ơi. Nghi là sắp thua lắm. Trong cái tình hình như này trông nó đau hút lắm. Giờ mình phải tranh thủ đóng băng một con này. Tranh thủ đóng băng của nó thì mình giết nhanh được rồi. Đúng rồi. Ừ, lẽ mình phải chơi cái này từ đầu ấy nhỉ. Ui giời. Ủa. Ui, nó nhanh hơn hả này. What? Ok. Meltery, ok. Yeah. Lẽ chúng mình nên chơi chiến thuật này từ đầu các bạn ơi. Nhưng không sao nha. Nha, các bạn cũng không thể chơi chiến thuật này mãi được đâu. Dạ, mình chả biết đâu. Ok, level 17. Đây là mục tiêu từ đầu của chúng mình này. Chờ, sao mình gọi con slam cho ta trước làm gì nhỉ? Ui, căng thẳng quá. Ui, tình hình căng quá nhờ. Ôi, mình chỉ là giết hết cua rồi. Mày quá. Ôi, mình chỉ là đứt nó rồi. Chứ con Mola kia cũng trâu gớm. Đấy là Uber của bộ này đó các bạn. Cái con cá trắng này sợ thế nhờ. Không phải mà nào các bạn cũng đóng băng nó đâu nha. Thế là mình nãy làm thế là hên đấy chứ. Thế mà nào mà cũng đóng băng được là cũng hơi khó đấy. Ôi dồi ôi, kiếp quá. Giá mà con Neko Dancer cái tỷ lệ đóng băng của nó cao lên tí. Thôi xong rồi, lại cua rồi. Ok. Kiếp level 17 khó thế. Chơi lâu dã man. Trời ơi, level 17 chơi lâu dã man luôn ý. Ôi. Nhưng mà cố gắng xong này là chiến được hết event lần này rồi ấy. Ôi dồi ôi. Trời đến Tết mất. Thế luôn lâu lâu con Neko Dancer nó mà đóng băng ở một khác các bạn ạ. Chứ bạn ấy là hên ấy.
Rồi mấy con cua. Ok. Đấy, tự nhiên đóng băng được nhiều thế. Ui rồi, xong rồi. Ui mà này, con kia chắc phải trâu hơn bao nhiêu. Không biết cái màn level 20 thì nó có cái gì nhỉ? Có được thành tựu gì không vậy? Ui, một leadership. Cảm ơn. Một leadership, ui đáng giá thế. Trời ơi. Ui. Còn 18, 19 và 20 các bạn. 3 màn nữa. À chết. Mình quên chưa bằng speed up. Cái này mà không bằng speed up là dở mà. Để xem nào trong ngày. Con này khéo khi được nâng lên thêm các bạn ơi. Bây giờ mình có mỗi 6 cái. Mà mình sợ là chả nâng được ấy. Ok. Con này không biết có combo đóng băng hơn không nhỉ. Con này chỉ có resist thôi, không có đóng băng lâu hơn các bạn ạ. Đèn quá. Xem nào, trong này có slam à. Cũng khó mà nâng được lên nữa rồi. Kai level 40 mắc rồi các bạn ơi. À, ok. Mà này khéo khi mang Rich Card thì ổn hơn đó các bạn. Ờ, thôi, không cần đâu. Rich Card giờ tốn lắm. Video 40 phút rồi nha. Trời ơi. Đây rồi. Ok. Ngày xưa mà không có con carrier cat này chắc chịu. Chắc đánh đần người rồi. Con mula trâu gớm. Ui, nó giết hết sạch Uber của mình luôn rồi. Ok. Chết lẽ em vẫn chưa tăng tiền. Thỉnh thoảng nó sẽ ra rất là nhiều cá cả mực cho các bạn kiếm tiền. Cho nên là tiền nó cũng không bị delay lâu quá đâu các bạn. Chẳng qua là các bạn cần gọi hợp lý tí. Chưa vẫn hết tiền như thường nha. Ôi dồi ôi. Thỉnh thoảng nó sẽ ra con cua để kiểu nó sát hại hết đội hình mình ấy. Ui. Vai. Biết ngay mà bọn này nó chạm vào trụ mình phát là đứt luôn. Trời ơi. Kinh quá. Giờ không giết được cái con kia nhanh là chịu đấy. Xem nào. Con nào anti floating nhỉ? Thế luôn. Trời này khó thế. Hay là chạy phải mang con camera man cut này. Nhưng mà mình chưa nâng các bạn ơi. Thế này cái talent survive mình chưa có này. HP mình chưa nâng cái gì luôn. À con nâng cái quick. Nhưng mà nâng con này lên giờ tốn lắm mà. Chả khỏe nó bao nhiêu đâu. Mình có bao nhiêu con khỏe hơn đây là gì à? Con này level 30 à. Nên nâng lên tiếp không để. Và mình hết cut eyes rồi các bạn ạ. Ôi. Cảm giác thật là khó. Area attack resistant. Chết rồi nha, mình thua lần đầu rồi nha. Chết rồi. Thôi lần này mang Rich Card đi các bạn. Khó ghê nhở. Ok. Không bao giờ được để bọn cua này chạm vào người. Không bao giờ được để bọn cua này chạm vào người. Trời ơi. Ui, bọn nó vào gần đến nhà mình rồi kìa. Ôi. Bà này là dễ chết này, cua này.
Đóng băng, đóng băng, đóng băng, đóng băng. Ui, rồi ố. Đóng băng, đóng băng không được, đóng băng không được, đóng băng không được. Không sao, không sao, không sao, không sao. Qua được đoạn mấy con cua là mừng rồi các bạn. Mấy con cua đấy là cái đợt mà nó rất là căng thẳng nha. Ôi đây, đây, đây. Từ từ, tắt speed up. Ui, khó thế, eo ơi, tầng 18, trời ơi, eo ơi. 41%. Eo ơi, nãy giờ mới được 41%. Để xem nào, có khi mình phải dùng con khác thôi các bạn ạ. Màn này có khi phải dùng Paris thôi các bạn. I'm going to go to the next one.